Anh lái xe taxi. Anh lái xe taxi, anh lái xe được bao lâu rồi? Anh lái được 6 năm rồi. 6 năm. Em vừa nghe nói là anh cũng đã từng đi Nhật rồi á. Đúng rồi. Việc học tiếng Nhật có khó không anh? Cũng bình thường. Anh học tiếng Nhật ở Việt Nam bao lâu? Hơn 1 năm trời. Hơn 1 năm. Và anh sang Nhật anh làm gì? Anh làm cơ khí. Anh làm cơ khí. Anh ở bên Nhật bao lâu? Anh ở 3 năm. 3 năm bên Nhật. Thì anh thấy cuộc sống ở Nhật và ở Việt Nam, sau khi anh về Việt Nam rồi thì anh thấy như nào? Thấy Việt Nam bon chen quá. Bon chen. Cuộc sống bên Nhật của anh trước đây thì như nào? Công việc vất vả nhưng mà thoải mái. Vất vả nhưng mà nó thoải mái, không phải công việc ai ấy làm thôi. Nếu như mà được quay trở lại, anh có muốn quay trở lại Nhật không ạ? Ôi, rất muốn luôn đấy. Vậy hả? Ở bên Nhật thì anh có học được những cái gì ngoài công việc ra thì anh có thấy mình trưởng thành hơn không ạ? Có chứ. Sang bên thì mình học các cái như kiểu các cái tác phong người Nhật phải đúng giờ đúng giấc. Thứ hai nữa là đi đường nhiều khi mình áp dụng về Việt Nam mình không áp dụng được. Đấy, bên ý người ta ví dụ đi người ta sẽ nhường đường, đi đúng làn Việt Nam mình thì đúng là không đi, không thể theo được. Thế thì anh có lời khuyên gì cho các bạn Việt Nam hiện tại đang ở Nhật không ạ? Việt Nam đang ở Nhật, sao các bạn Việt Nam đang ở Nhật? Nghĩa là các bạn mà đang có thể đi du học hoặc là đi làm hay cái gì đó ở bên Nhật ạ? Sang bên ấy thì mình chịu khó đi làm thôi. Ví dụ mình phải tuân thủ các cái quy định của nước bạn thôi. Thì sống bên ấy thì làm sao nó chịu khó làm mà gửi tiền về thôi. Chịu khó làm mà gửi tiền về đúng không ạ? Theo anh thì các bạn có nên chịu khó để có thể ở lại bên Nhật nhiều hơn, thời gian hơn không? Đấy là do chính phủ Nhật, nếu mà mình làm tốt thì người ta sẽ cho 5 năm, hình như bây giờ là được phép 5 năm rồi đấy. Đúng rồi, bây giờ được 5 năm rồi đấy. Thế nhưng đối với một số bạn mà đi du học ấy thì có cơ hội ở lại 20 năm thì theo anh có nên ở lại không hay là nên về? Chắc chắn là du học thì ở lại thì vẫn tốt hơn, bởi vì cuộc sống bên ý nó khác Việt Nam mình quá nhiều luôn đấy. Bên ý làm các thứ, nói chung là cuộc sống bên ý mình vẫn thấy thích ở Nhật hơn. Ví dụ anh thích nhất như điều gì khi anh ở bên Nhật? Thứ nhất cái gì à? Cái gì cũng thích nhỉ? Thời tiết. À thì không phải thời tiết mà là cuộc sống, không khí. À cuộc sống bên ý là mình vẫn thấy sướng hơn người Việt Nam. Đường xá không có bụi bặm này. Không khí trong ngành các thứ này. Vì cả cuộc sống, ví dụ con người Nhật là tốt lắm. Nghĩa là con người Nhật tốt đúng không? Đúng rồi. Rồi, em hiểu rồi. Ví dụ mình vào siêu thị mình muốn mua một cái gì đấy mà mình không biết, người ta sẽ cũng không biết, người ta sẽ đi tìm cái nhân viên bán hàng này, người ta sẽ hỏi xong người ta dẫn, người ta lơi cho mình. Đấy. Rồi, em hiểu. Theo hồi ở bên Nhật anh có bạn gái không ạ? Bạn gái á? Bạn gái chỉ có bạn bè bạn thôi chứ không phải bạn gái bạn có. Vẫn là có. Có tình yêu đẹp. Có. Tình yêu thì nói chung là bởi vì cái địa lý Việt Nam mình xa quá nên thôi thông cảm rồi. Cũng yêu người ta chứ không phải không yêu, mình cũng gọi là đến thật lòng đấy. Xong. Mà bởi vì lần đầu tiên biết là quê ở xa, không phải là mình đến nhà thì cảm thấy xa quá thôi. Bố mẹ cũng bảo thôi xa. Quá xa. Rồi, okay. Em thấy một số bạn hiện tại đang ở bên Nhật ấy, thì bạn ấy cũng nói là cuộc sống ở bên Nhật rất là vất vả và cảm thấy là áp lực á. Thì theo anh như thế nó có thực sự là một thiên đường không? Nói chung là nó sẽ hơn Việt Nam mình. Cho dù vất mấy thì cũng vất hơn Việt Nam. Vất thì là mình có tiền gửi về cho gia đình. Đấy, đồng tiền xứng đáng đúng không? Còn Việt Nam mình vất vả đấy, anh làm từ sáng đến tối được bao nhiêu đâu, được rồi mấy cái đồng bạc lương nào ăn thua gì đâu. Việt Nam mình còn ở bên ý mình chịu khó đi làm thì tiền gửi về gia đình đồng tiền nhiều mà có giá trị hơn. Còn Việt Nam mình thấy vất vả lắm. Nghĩa là đằng nào cũng đi làm đúng không? Đúng rồi. Ở làm ở bên đó thì nó có giá trị hơn. Và mình sẽ có được nhiều tiền hơn đúng không? Đúng rồi.
về Việt Nam mình thấy bon chen lắm. Ví dụ là lái xe taxi này, nhiều khi có quốc khách mà tranh nhau, quốc khách mệt lắm, đánh nhau mệt phức tạp, biết hết đâu. Em cảm ơn anh chương trình nói chuyện ngày hôm nay, và chúc anh có một buổi tối vui vẻ. Rồi, xin cảm ơn.